Tao đúng là mỗi thằng vô dụng. Ông già có đánh chửi cũng là đúng thôi. Làm cái thằng đàn ông mà đến bản thân mình còn chả nuôi nổi nữa là vợ con. Đã thế, còn không cho thằng cu đô có được một cái gia đình trọn vẹn. Thôi, tao nghĩ là mày cứ để Thư Thư ít hôm, rồi cu đô nó sẽ hiểu và thông cảm ấy mà. Trẻ con thì nó thường nhạy cảm, nhưng mà được cái là nó cũng nguôi nhanh mà. Đúng rồi, mày với Thu tuy khác nhà nhưng cùng làng. Ngày nào mày được gặp Đô, rồi nó sẽ cảm nhận được. Nó vẫn có đủ cả bố cả mẹ mà. Phải nỗ lực thôi. Nếu mà thành công, tao sẽ không còn mang tiếng là cái thằng nói phét nữa. Lúc đấy chắc là Thu sẽ tin tưởng tao. Lo mọ gì đấy? Sửa cái ghế. Mà sao mày về giờ này? Tao tưởng mày đưa bà Ánh đi tham quan lò gốm cơ mà. Vụ tiếp cận bà Ánh để gửi gắm xà phòng ấy, chắc là toang rồi. Bà bảo là không muốn dính líu đến rắc rối của tao. Thế bây giờ làm thế nào? Thì bây giờ mình nghĩ cách mà tống khứ đống xà phòng đấy còn gì nữa. Chả nhẽ để ngửi với nhau à? Mày tính gì thì tính. Đưa chìa khóa đi, tao tranh thủ đi làm vài cuốc. À này, đây. Công tác phí đi tiếp khách không dùng. Thôi, cứ cầm lấy. Đằng nào mày còn phải chạy qua chỗ cái Thu với cu đô. Kiểu gì chả có việc cần dùng tới. Này, cầm thêm đi. Mày còn đang nợ lãi ngân hàng. Giờ là mày chạy kiếm tiền nuôi tao. Thôi, rốt ruột. Tao chạy túc tắc tiền ăn vẫn lo được. Mày với thằng Thắng lo vụ xà phòng khởi nghiệp. Đã phân công rõ ràng như thế rồi. Cứ thế mà làm thôi. Làm mức độ tao nhé.